Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn các cái tấn trong karate. Từ những cái tấn đơn giản và những cái tấn căn bản, sau đó thì dựa trên những cái tấn chính đó thì chúng ta sẽ hiểu những cái tấn khác, và những cái cật tấn mà ít sử dụng á thì có thể trong quá trình học các cái bài quyền các huấn luyện viên sẽ nói thêm. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ làm quen từ những cái tấn đơn giản cho đến những tấn căn bản, nói chung là tất cả những cái tấn nào mà cần thiết trong karate, thì hy vọng là trong cái clip này tôi sẽ nói đủ được. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông ở bên cạnh để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đứng ở Heisoku Sachi. Ta sẽ đứng Heisoku Sachi. Heisoku Sachi. Hai mũi chân khép vào nhau. Đó là cái đầu tiên, thì đứng như thế để cho dễ nhớ. Và sau đó thì chúng ta sẽ đứng Musubi Sachi. Musubi Sachi thì giống như trong tiếng Việt người ta gọi là nghiêm á. Người ta đứng như này. Musubu Sachi. Đó, đó là Musubu Sachi. Musubu Sachi. Chúng ta phải nhớ và cố gắng thuộc những cái tên đó. Còn nếu mà không thuộc được thì chúng ta, người ta sẽ hay đọc là nghiêu. Tiếp theo là Heiko Sachi. Heiko Sachi thì chúng ta đang đứng như này. Chúng ta ra hai gót chân. Đó. Nếu mà chúng ta rộng hơn một tí thì nó chuẩn hơn. Chúng ta ra hai gót chân như này. Hai gót chân thì người ta gọi là Heiko Sachi. Cái này là Heiko Sachi. Thì thường thì chúng ta hay học Musubu Sachi và Heiko Sachi là hai cái mà người ta hay dùng đến. Tiếp theo thì Soto Hachi Sachi. Soto Hachi Sachi thì nó là đưa hai cái bàn chân ra ngoài. Đưa ít thôi nhé. Nếu mà đưa nhiều thì nó lại bị sai, chúng ta đưa ít thôi. Chúng ta nhớ là Soto Hachi Sachi. Nó là như vậy. Tiếp theo là Uchi Hachi Sachi. Thì lại tiếp tục. Đấy, tiếp tục là chúng ta đưa hai cái gót chân ra. Và ta chụm gối xuống. Cái này gọi là Uchiyachi. Uchihachiyachi. Ta nhớ các cái tấn mà cơ bản hay dùng đến. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta là dùng đến Kiba Shikohachi nhé. Shikohachi thì thường trong quá trình dạy, huấn luyện viên sẽ huấn luyện chúng ta đứng ở tư thế V, sau đó ra một chân nữa là Shikohachi. Và nếu mà Kibahachi thì hai gót chân ra ngoài. Vừa rồi là có trong cái buổi livestream có một số người hỏi tôi Kibahachi. Ở trong đó có anh Lê Xuân Bách hỏi Kibayachi. Thì Kibayachi là hai cái bàn chân của mình thẳng, hai gót chân hơi ra một tí. Ở cái tấn này thì nó sẽ tập trong những tình huống mà hoặc là thi đấu hoặc là tự vệ, trong những tình huống mà trơn trượt thì người ta sẽ quay gót chân ra như thế, nó sẽ không bị trượt. Đó, đây là gọi là Kibayachi. À, cái này gọi là Kibahachi. Tất cả các tấn mà Kibahachi, Shikohachi hay là Zenkutsuhachi thì đều đòi hỏi chúng ta phải thẳng lưng. Tiếp theo Kokutsuhachi thì bàn chân sau vẫn giữ nguyên. Mình đã có cái điện thoại. Bàn chân sau vẫn giữ nguyên. Rồi đưa cái điện thoại ra sang một tí. Bàn chân sau vẫn giữ nguyên như thế này. Và bàn chân trước quay thẳng về trước. Đó, đổi sang bên này. Vậy Kibahachi thì hay dùng cho đòn đỡ nam bên.
Kibachi hay dùng cho đoàn. À xin lỗi, chị Kokutsuachi đang nói có điện thoại nên phải nói lộn cái này. Kokutsuachi, Kokutsuachi. Còn Kibachi như thế này. Kokutsuachi, Kokutsuachi, Kibachi là hình dung được các cái tấn như vậy. Đó là những cái tấn mà nó chỉ xoay ngang xoay dọc là chúng ta phát hiện là các cái tấn nó khác nhau. Và tiếp theo là Zenkutsuachi. Zenkutsuachi là hai chân đứng lộn vào một vai. Chúng ta hình dung cái hình chữ nhật có cạnh A này, B này, C này, D này. Thì chúng ta sẽ đứng trên đường chéo của hình chữ nhật B, D hoặc là A, C. Đó. Chúng ta hình dung nó là như vậy. Vào, ra. Đây. Hai chân vào một vai của mình. Vào một vai của mình. Đó. Ra sau này. Dẹp cái xua chi. Lưng luôn luôn phải thẳng. Dẹp cái xua chi. Lưng luôn luôn phải thẳng. Nó đấm thì có thể khi gạt cái ramarai người ta đưa hông, khi đấm người ta ép hông. Đó, nhưng mà tấn thì phải chuẩn, cái bàn chân, cái gối này phải thẳng, cái gối này vuông che lấp cũng chân của mình, bàn chân trước thẳng về trước, bàn chân sau chết một lúc. Có người nó 45 độ, có người nó 35 độ, đại khái chả ai đo cái độ này cả, mà đại khái là từ là 45 35 gì cũng có thể chấp nhận được. Bởi vì nó chênh lệch nhau không đáng là bao nhiêu. Rồi một cái tấn nữa là cũng hay sử dụng, đấy là Jacuzzi. Jacuzzi thì là hai bàn chân nó đứng song song nhau, hai bàn chân nó song song nhau trên một đường thẳng này. Chúng ta thấy đây là cái kẻ chỉ, không biết là bánh xa như vậy chúng ta có nhìn thấy không, đây là kẻ chỉ. Thì hai bàn chân đứng song song trên một cái đường thẳng, hai bàn chân song song, thì nói hai bàn chân song song trên hai đường thẳng khác nhau, chứ không được đứng ở chân này ngang cái này và chân này như này, mà cũng không được ở đứng chân này thì đúng rồi, nhưng chân này lại chết như này thì nó đúng, mà hai bàn chân nó phải song song nhau. Đó, thì khi di chuyển tấn là chúng ta di chuyển lực nó, trọng lượng nó hơi dồn một tí vào cái nhuộm chân để chúng ta di chuyển nó được linh hoạt. Đấy, thì khi đấm là chúng ta sẽ đưa hông về trước, khi đóng rồi chúng ta sẽ đưa cái hông lên. Đây là mình chỉ tập di chuyển tấn không thôi, không liên quan gì đến đấm cả, mình tập cái cách di chuyển tấn. Đấy, thì như vậy là tôi đã nói được một số cái tấn cơ bản mà sẽ hay sử dụng trong karate. Nếu mà chúng ta cần hỏi thêm một cái tấn gì nữa thì chúng ta cứ comment bình luận ở dưới. Tiếp theo là một cái tấn tiếp theo cũng rất hay sử dụng là tấn Nekoachi. Tấn này thì chúng ta hình dung khi mà chúng ta đứng vuông góc cái này. Đó. Thì chúng ta đưa cái chân của mình lên một bước nữa. Nghĩa là đây là mũi chân nhé. Đây là mũi chân của mình. Thì chúng ta đưa lên đây một bước nữa này. Đó. Xong rồi chúng ta xoay chân sau. Để trùng hai chân đều xuống. Thì gọi là Nekoachi. Đây chúng ta đứng như này. Xong chúng ta đưa cái chân của mình lên đây. Một bàn chân. Đó. Trùng đều. Hai chân. Cái này gọi là Nekoachi, hay là tiếng Việt Nam dễ hiểu là tấn nhón. Thì cái trung bình tấn thì gọi là Shikoachi, tiếng Việt cho dễ hiểu. Còn Zenkutsuachi thì người ta hay đọc là đinh tấn. Nhưng mà trong tiếng karate thì chúng ta nên thuộc các thuật ngữ của karate, chứ không nên là đọc tiếng Việt nhiều quá. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc với các chuyên gia ở nước ngoài ấy, thì người ta sẽ đọc tiếng Nhật chứ người ta không có đọc tiếng Việt, cho nên là chúng ta nên tiếp xúc ở đây làm quen và nên thuộc các cái thuật ngữ, các cái từ, các cái cách gọi, cách đọc của người Nhật. Thì khi chúng ta giao lưu với các cái võ sư hay võ sinh trên toàn thế giới thì chúng ta có thể tiếp thu được. Đó, như vậy là tôi đã nói tương đối đầy đủ về các cái bộ tấn mà chúng ta sẽ sử dụng trong các bài quyền. Tất nhiên là sau này khi mà các cái bài quyền lên cao thì nó có thêm một số bộ tấn khác nữa, nhưng mà những cái tấn đó thường là được tập trong bài quyền thôi, chứ người ta không
tập trong kỹ thuật cơ bản nhiều như như những cái tấn vừa rồi. Ví dụ như Trung Bình Tấn này, thì người ta tập đấm này, Giao Cư Chiên người ta tập đấm này, người ta tập đấm này. Đó. Rồi Na Đam Mê người ta cũng tập ở tấn Giao Cư Chiên. Đấy, rồi Ghe Đan Marai tập ở tấn Emu Suochi, hay là Ghe Oke cũng tập ở tấn Emu Suochi. Chudo Neke cũng tập ở tấn Emu Suochi. Uchi Oke cũng tập ở tấn này, hay là Naname thì tập ở Kousuoji. Đó, Naname tập ở Kousuoji. Naname người ta có thể tập cái này, cũng có thể di chuyển lên các cái góc 45 độ, các góc của 45 độ. Đó, để người ta tập cho mình quen các cái góc độ khác nhau, tấn pháp khác nhau, từ đòn tay, đòn chân cho đến ánh mắt, cho đến các cái khớp đều được vận động hết. Cho nên là chúng ta thấy rất là những cái người mà tập võ thường xuyên đó, người ta rất ít khi mà bị các cái bệnh liên quan đến xương khớp. Tất nhiên là tập với cường độ vừa đủ chứ không phải tập nó quá nhiều đi để gây nên bệnh xương khớp. Như vậy là buổi hôm nay hy vọng là đã cung cấp được cho quý vị và các bạn khá là đầy đủ về các cái tấn pháp trong karate. Nếu mà quý vị các bạn cần hỏi thêm các cái tấn pháp gì thì chúng ta cứ comment bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trả lời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.